38.000, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nha anh em. Địa chỉ cửa hàng đấy. Dãy này cũng mới về lắm ha. Mới về mấy chiếc này. Surutan. Surutan là dãy hải quan. Xe nó không có cái bẩn nữa nè, máy im. Này thì shipper. Shipper rim này 22 triệu nha anh em. Này mới về. Hai thị cổ. Sultan. Spare. Sirius. Ga Setta Moto TRX 520 này 500 bán khối nè. Rồi vậy nè. Vậy dễ xe ga nè. Ở đắc ý 26. Ở đắc 2020 ABS. Thường bản đặc biệt luôn. Hai chiếc copy. À, mô này tạm chốt rồi. Mô này 38. Wagyu này 44. Custom 6 20. Giá chạy đi nha anh em. WinX 31. MX King 32. Winix này 34. Moto GSXR 42. Hai chiếc FZ này 44 triệu nha anh em. À 34 triệu. FZ. Đẹp trắng đỏ đây đó hả? Trắng đỏ này mới quá gì ta? Nó mới có 8.000 cây vậy nè. Xe này quá mới vậy nè. Xe này 36 triệu vậy nè. Mới quá. Thì kỹ quá. À xe này hôm dán keo mới lột ra nè. Dán keo. Nhìn cỏ bồ rồi nè. Ad một càng. Ad một càng. Xe này có lầm nồi rồi nè. Mà máy ấm lắm. Máy im. Cái này GBX MSX Satchia Sonic. Sonic 46. Satchia này 39. 135 26 triệu. AB Quân Thái 27 triệu. Xe cũng khá là nhiều anh em ha. Cứng nhà. Nguyên châm 10 bạc. Phu 2. Phu chờ. Giá trên điên nữa nè. Quay cái tết tới nè em ha.
cận Tết, phải tranh thủ gom lúa tìm cho mình chiếc để đi Tết nha anh em. Anh pha lóc trắng, quen chấm ớt Thái, anh pha cộng, quen chấm 10, phu chờ 1, aceto, quen chấm 10, gỡ ớt là mới về, rất là mới về đây. Đây là biển Hậu Giang, 4 con ha, 4656 AB Việt Nam. Acetor 28 triệu màu cam đen rất là đẹp anh em. Đẹp hai càng. Winner V 28 triệu. Bên kia là Custom Superim 110. Nào ngoài là 8 rồi mấy anh, hai chiếc. Chiếc kế bên là GB mẫu cũ. Xe đi mới có 3.000 siêu lướt. Super Vario, Super giờ còn Super 100 thì còn 3 xe nha anh em. Hồi nãy ở ngoài xe nãy quay mới về đó với hai xe này. Giá trả tiền. À, 3 chiếc này 46 đồng nhau nè. 3 chiếc này. Nếu mà lấy 9 FI với hai chiếc Vario bằng 46 triệu bằng nhau. Thằng này 37. À bằng tiền luôn hả? Ok. Cái trong 26, cái này 212 nha anh em. MD Fuix.
B mới về vậy nè. Xe này chạy 5.000 cây. Hai cái vỏ zin chưa thay. Cộp bạn. B 211 tới giờ đi mới 5.000 cây. Chó. Phụ SFI nữa anh em ha. SFI này có 26 triệu nha anh em. Xe máy im. Máy ngon. Hạt này cũng mới về nữa nè. Hạt này 28 đăng ký 29. Màu trắng đỏ ha. Màu trắng đỏ đang rửa. Để 10.000 anh em. 10.597 cây. À, ha. Xe này 32 nha anh em. 32 anh em cần liên hệ trường với xăng. Để xe này xe số phổ thông cho anh em lao động anh em ha. Ở đây em bán chung mà đủ tất cả các xe anh em. Xe cho anh em phổ thông lao động nè. Rồi xe sưu tầm có, xe đồ cổ có. Anh em coi cái nào đúng nhu cầu mục đích sử dụng của mình mà mua chơi nha anh em. Giống như anh em mà cứ đi làm đi lại hàng ngày bình thường, không muốn trễ giờ, không muốn bị hỏng giặt thì anh em muốn xài cái dòng xe mới, mua cái dòng xe mới ở cửa hàng phép đi, phép có sự đảm bảo cho anh em ha. Còn anh em cứ có cái xe mà cứ có chiếc một đi làm mà cứ mua cái xe đồ cổ là không được nha anh em. Xe đồ cổ thì lâu ngày thì mấy chục tuổi thì nó phải hỏng hóc hư hao, còn khi không có đồ thay nữa, đồ đạc mua khó, cái đó kẹt lắm á anh em. Bởi vậy coi tùy theo cái mục đích của mình mà mua cái xe nó phù hợp anh em ha. Giá ghi điện hết đây nè, 12-13 triệu là có cái xe là máy móc đảm bảo anh em đi rồi. Suiva mới về 2 chiếc, này chưa rửa hả? Chiếc này đẹp, rửa ra đẹp. Xe cái này ở đằng đẳng với đằng này cũng nhiều lắm anh em. Này 10 triệu anh em. Này Suiva FI. Cái này cũng đi cũng lành đó nè. Lành mà giá cũng tốt, tiết kiệm xăng ha. Cái này khu 125 18 triệu anh em. FI luôn nha. Bao sơ luôn nha. Này quay S 100, quay S Thái anh em ha. 19 triệu. GS chứ GS này chốt rồi, chứ này sang nó bán rồi. Alpha này mới về nữa anh em, Alpha mới về, Nô 6 mới về, Exciter 135 mới về. Còn mấy xe này thì của anh em gửi, anh em chốt rồi gửi đây nha. Gửi đây chừng nào rảnh anh em lên lấy, không nữa thì gửi đợi hồ sơ giấy tờ đầy đủ rồi gửi xe cho anh em. Phu mới mẫu led 2019 anh em ha, mới chát có 26 triệu bạc này nha anh em. Mua xe này thì nó tiết kiệm được khoản phí anh em ha, còn hồ sơ giấy tờ thêm tiền. Neo này
Sirius FI nè em ha. Xe này còn khá là mới nha em. Mới. Cái này V3 bạc. Cái này Honda EOS. Cái này Sibo cà phê. Aki ha. Akira. Mấy dãy hay thị này. Để cho anh em đam mê mà ít lúa rồi. Đam mê mong đủ điều kiện. Xe hải quan vậy nó mắc quá mắc mấy hay thị. À sẵn đi dãy xe ga luôn. À, LS này. LS này mà 4 triệu rồi nè. Giá quá rẻ ha. Trong chiếc LS để anh em đi gia đình đi chơi Tết. Còn này 12, còn này 14, còn này 13 năm. Cái này không có thời gian review. Chất xe nó còn chất xe lắm. Vi sành. Sành 21 năm mà. 21 năm. Vi sành đỏ là 24. Đỏ này đẹp hơn ha. Nô 4 11, nô 4 10. Này Hayate SS này phun sẵn luôn nha anh em, 10 triệu à. Đấy. Còn anh Pha này xe khá đẹp nha anh em. Xe này 14 triệu anh em. Cúp. Rồi, ở đây thì nhiều xe đó anh em ha. Bến xe mới về đó anh em xem. Xe nào được thì liên hệ để trường sang nó báo giá cho. Anh em cứ gọi cho sang trường giùm phép nha nè. Neo đùm. Xe với đẹp. Kỹ khách nhớ nổi luôn nè. Rồi anh em cần thế nào liên hệ sang trường anh em, số trường 0961 374 375, số của sang là 032 55 55 330.